Shop mà shop bất sướng .vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương và chắc chắn rồi các bạn sẽ thử bật máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình muốn gửi gắm đến cho tất cả các bạn một siêu phẩm Cardinac. Khi mà tất cả các vị tướng xạ thủ hay sát thủ khác lên ngôi thì Cardinac lại là một vị tướng loomer bởi các vị tướng sát thủ khác. Thì để với clip ngày hôm nay thì mình muốn nói cho tất cả các bạn biết được rằng là hiện tại Cardinac nó vẫn là một trong những người vị tướng đi rừng mạnh nhất ở liên quân phiên bản hiện tại. Thì để làm một cái phép thử so sánh thì mình sẽ làm một cái, đó là mình sẽ ăn được 99% lượng màng của team để xem vị tướng này nó KS có con mạnh hay không. Đương nhiên mình sẽ so sánh vị tướng Cardinac và các sát thủ khác bởi những yếu tố. Thứ nhất là KS màng, thứ hai đồ farm, thứ ba đồ sát thủ và thứ tư sẽ đồ dồn đám. Thì Cardinac nó sẽ đáp ứng được 4 yếu tố đó hay không? Thì mời các bạn hãy xem. Đầu tiên thì nó sẽ vần farm. Như các bạn đã biết thì Cardinac là một trong những vị tướng sát thủ combo, hầu như là combo nó lượng sát thủ của nó đến từ chiếu 3 và nội tài chiếu 1 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ biết được cái lượng sát thương đó để chúng ta chơi vận dụng như thế nào. Cách combo chuẩn chỉ nhất của Cardinac đó là sẽ như nào ạ? Chúng ta sẽ kích hoạt chiếu 3 và kích hoạt chiếu 1 và kích hoạt chiếu 3 xong rồi dùng chiếu 2. Chiếu 2 sẽ dùng quỷ cung. Những cái phá này thì mình sẽ không cần phải dùng chiếu 1 các bạn này. Đây các bạn, những cái phá đấy thì không cần phải chiếu 1 bởi vì chiếu 3, chiếu 2 thì nó sẽ chết thôi. Cách combo chuẩn chỉ nhất của Cardinac là sẽ dùng chiếu 2 cuối cùng các bạn nhé. Là kích hoạt chiếu 3 xong kích hoạt chiếu 1 rồi kích hoạt tải kích hoạt chiếu 3 rồi kích hoạt chiếu 2 các bạn nhé. Đó là bộ combo chuẩn nhất của Cardinac. Còn chúng ta sẽ biến tấu được những cái combo khác, như là khi không dùng chiếu 3 thì sẽ dùng chiếu 1. Nhưng nếu muốn gây lượng đám cao nhất của Cardinac khi không chiếu 3 thì bắt buộc chúng ta phải kích hoạt chiếu 1 vào vị tướng đấy. Bởi vì chiếu 1 của nó ngoài sát thương của vị tướng ra thì nó còn sẽ cộng thêm 10% máu của mục tiêu đã mất. Đây, cái đàn phá này các bạn thấy mạnh chưa? Đấy, đơn giản. Cách combo đơn giản thôi. Khi các bạn không sử dụng chiếu 3 thì chúng ta phải kích hoạt chiếu 1 và lướt chiếu 2 lao lên đáy. Thì đó là cái cách combo của Cardinac thì mình sẽ không nói nữa. Còn lối chơi đa dạng của Cardinac phiên bản này thì nó sẽ tương tự như các vị tướng khác, bởi vì nó đến từ những cái chiếu thức cơ động của Cardinac, khiến cho Cardinac nó là một trong những vị tướng cơ động bậc nhất liên quân mobile. Nó sẽ không thua kẻ mãi. Chỉ có một cái quan trọng nữa ấy, là khi các bạn chơi Cardinac các bạn sẽ ra vào như thế nào chưa tí, đó vẫn là quan trọng, như là cách cắn đám các bạn nhé. Để với cánh mơ sướng thì các bạn yên tâm, chúng ta sẽ có những bài toán khó, những bài toán cắn đám như thế nào cho hiệu quả. Còn bây giờ các bạn hãy nhìn này, đấy mình sẽ bắt. Hiện tại thì mình đã ăn được 100% màn trong tím rồi. Chiếu 1 lao lên rồi, lao lên chiếu 2 rồi, nó giúp chung chiếu ấy thôi, rồi chết thôi. Chiếu 1 đã chết các bạn nhé, lùi lại một chút. Rồi hiện tại 4 màn các bạn nhé, trong team 4 mạng mình đã ăn được 4 mạng rồi. Thì trận đấu này chắc chắn yên tâm, mình sẽ ăn 99% cái lượng mạng của team mình. Và cả team thì mình chỉ ăn tầm 1 cho đến 2 mạng đấy các bạn, thậm chí giỏi là 3 mạng. Đấy, không sao các bạn. Thì để cho các bạn biết được là Cardinac phiên bản này của con mạnh không, mình khẳng định mình sẽ nói quá một chút. Cardinac nó sẽ counter được những vị tướng nào? Chắc chắn không? Tất cả những vị tướng màu giấy. Đấy, chẳng hạn như là một cái vị tướng khắc chế cứng nhất của Nakaroth các bạn nhé. Cardinac nó khắc chế cứng nhất Nakaroth. Xong tiếp theo để những vị tướng sát thủ khác, nó chỉ kẽ mỗi vị tướng nam các bạn. Như mình đã nói ở cách đấy rất lâu rồi, tất cả các vị tướng sát thủ đi rừng nó sẽ cấu tơ lật nhau theo một vòng tròn, theo một quỷ não vòng tròn. Chẳng hạn Nakaroth khắc chế được Murad, Murad khắc chế được Cardinac, Cardinac khắc chế được Nakaroth. Nó giống như một cái hệ sinh thái vòng tròn ấy. Cho nên để các bạn nói là anh ơi vị tướng nào đi rừng mạnh nhất thì sẽ không có. Nó chỉ có các vị tướng cấu tơ lần nhau các bạn nhé, sinh ra là từ khắc chế vị tướng này. Chẳng hạn như Cardinac nó sẽ giết chết được thằng Quillen một combo, giết chết Nakaroth một combo, giết chết được thằng Booster Vlad một combo, giết chết được bất kể thằng nào một combo. Nhưng đối với thằng Murad thì nó rất là khó chịu, để giết thằng Murad rất là khó, và thậm chí bị thằng Murad nó outplay là rất là dễ các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn yên tâm, trừ kèo Murad ra thì chúng ta cầm Cardinac chúng ta không sợ một vị tướng nào. Thậm chí khi ta đi trong tranh tích đấu ấy, mình cầm Cardinac mình cảm giác tự tin hơn vị tướng Nakaroth. Bởi vì Nakaroth phiên bản này bị rất nhiều vị tướng counter, nhưng Cardinac chỉ duy nhất một vị tướng Murad là counter nó nhé. Đấy, nói như thế để các bạn biết được rằng là khi các bạn cầm con Cardinac ở trong tranh thì chúng ta không phải ngân ngại.
đấy, nó đánh sẽ rất là tử tế đấy. Cho nên là Karinak mình sẽ đánh giá là sử dụng cái kỹ năng của nó không cần phải mau me. Kỹ năng của Karinak chỉ cần duy nhất là cắn cái lượng đám nó bay vào. Chẳng hạn game đầu này thì mình sẽ vận dụng được một cái mèo. Trước mình có hướng dẫn các bạn ngủ không ấy. Khi ngủ không tăng hình mà chúng ta cắm cái một vào mà nó tăng hình ấy, thì làm như thế nào để giết được nó? Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách. Đấy, vẫn cứ áp dụng cái chiến thuật cũ thôi các bạn, đơn giản. Khi xong rồi, một cái quạt đập nó, ok, một mạng, hai mạng. Từ bay ba này, đây thằng này hết kiếu này. Lướt lên chơi luôn các bạn, hơi máu mà. Thằng này áp lấy đâu, được không? Đâu ấy, một cân ba, ok, thành công các bạn nhé. Đấy, đương nhiên cái pha này thì sẽ không nói gì nhiều khi mà mình đã chênh lệch cái lượng level và lượng đô nó khá nhiều với team địch, thì mình sẽ không nói nhiều về cái pha đấy. Những tí nữa thì mình sẽ cho các bạn vận dụng là cái cách mà các bạn đối đầu với Ngủ Không ấy. Thì khi Ngủ Không tăng hình như làm thế nào chúng ta giết được nó? Nếu chúng ta không vận dụng được cái kỹ năng này thì đối đầu với Ngủ Không hầu như chúng ta sẽ thua. Đấy, sẽ thua kèo Ngủ Không. Cho nên tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn khi tăng hình. Đấy, những cái pha này đi đến sao nó được ý thì giết được những tí nữa tăng hình nhá. Thì chúng ta sẽ vận dụng khi Ngủ Không tăng hình ấy, thì các bạn đến nhớ nó vẫn sẽ đứng yên tại chỗ để thôi. Đấy, cho nên chúng ta sẽ thả di chuyển ra. Chúng ta sẽ thả cái di chuyển ra nhé. Chúng ta sẽ thả di chuyển ra và chúng ta sẽ đánh thương. Đánh thương thì các bạn nhấp đánh thương thì auto mặc định thì nó sẽ đánh vào vị trí đấy, mặc dù bị tăng hình. Đấy là cái lỗi của Liên Quân, nó vẫn chưa nét được các vị trí tăng hình nhá. Cho nên tí mình sẽ combo lại cho các bạn hiểu được khi đối đầu với Ngủ Không. Thì chúng ta chỉ cần cái mèo này thì các bạn chơi bất kỳ vị tướng gì chúng ta sẽ không sợ tới Ngủ Không đâu. Đấy, vì các bạn sẽ gặp Ngủ Không tăng hình, các bạn sẽ không biết đánh nó, các bạn sẽ đứng chờ nó 1-2 giây, thì đó là khoảng thời gian chúng ta bị mất lượng đá. Nhưng bây giờ mình đã vì được cái mèo là Ngủ Không có tăng hình thì chúng ta sẽ từ từ được cái pha này. Đây, có tăng hình chứ làm gì. Đấy, từ chưa được cái pha này, chưa được, các bạn bình tĩnh chưa được, nó vẫn chạy mất tâm đâu. Thì người lao sẽ làm cho các bạn chắc chắn rằng Ngủ Không sẽ không chạy được các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ thả di chuyển lão, các bạn đánh thương thì nó sẽ hiệu quả khi độ áo tú sẽ trúng Ngủ Không nhé. Rồi, còn tổng quan ở Karinak ở phiên bản này thì mình sẽ có một chút khuyến các bạn rằng là Karinak là một tiếng nó rất là mạnh ở phiên bản này. Đầu tiên mình sẽ khuyến các bạn chơi. Thứ hai là cách chơi Karinak như thế nào cho hiệu quả. Karinak là một vị tướng, các bạn, nó khác với các vị tướng còn lại như nào. Nó có thể gánh được đường kinh tống rất là tốt như về cái chữ 1 đánh 10%, đánh nói chung đánh phần trăm máu của đối phương ấy. Thì Karinak là một vị tướng có thể lấy được cái lợi thế ở đường kinh tống rất tốt hơn các vị tướng khác. Bởi vì khi Karinak đi gánh những cái vị tướng tánh ở đường kinh tống ấy, thì nó có thể gây cái lượng đám rất là khổng lồ, khác hơn các vị tướng khác như Nakaroth mà gánh được kinh tống đầu game gặp tánh ấy, thì đi gánh rất là khó, sẽ dần đến thọt. Nhưng đổi lại Karinak thì nó sẽ rất là khác hơn các vị tướng khác, là đi gánh được kinh tống được. Đấy, đó là cái lợi thế của cái Karinak nhé. Còn điểm yếu của nó là như nào ạ? Đơn giản thôi. Đây, Ngủ Không à, Ngủ Không. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy la đánh thương nhá. Đấy, đừng làm chết. Chưa. Ôi trời, bị lừa các bạn. Từ các bạn. Ôi đây nấp ở trong này này. Đây, mẹ mày. Cha mày, tàng hình này, thằng Ngủ Không này nó lừa. Này, lừa tao không dễ mà. Quế cho ai chơi kiểu này đầy luôn. Đấy, nó không sao các bạn nhá. Hiện tại thì mình đã ăn được tầm khoảng 98% mảng của team đó. Khi trong team mình 15 mảng thì mình đã ăn được tầm 13 mảng đó. Và team mình ăn được 2 mảng thôi. Đấy, nó một cái gì đấy, Karinak nó rất là mạnh nếu quên anh em chơi. Và cái thứ hai rằng là anh em ơi, nếu các bạn nào có xem được clip này của mình ấy, thì mình bây giờ trở đi thì mình sẽ cho ra cầm nán hoặc là cáo thủ thách đấu các bạn nhé. Thì nếu bạn nào mà mới chơi game thì các bạn có thể tìm những clip cũ của mình. Còn bây giờ trở đi thì bởi vì Liên Quân nó ra được mà chỉ mua đâu, thì mình bắt buộc phải ra những cái cẩm nang nâng cao. Chẳng hạn như là những vị tướng những clip mình sẽ hướng dẫn nâng cao hơn tất cả các bạn. Đấy, bởi vì cơ bản thì chúng ta sẽ không còn cái thời kỳ cơ bản nữa, bởi vì ai cũng biết chơi thôi. Cho nên mình sẽ nâng cao để các bạn có cẩm nang leo cao thủ đầu nhá. Và các bạn yên tâm, nhiều người xem clip của Mơ Sướng đã từng đặt rank thách đấu rồi. Còn các bạn thì đơn giản thôi. Đấy, hiện tại thì 19 màn thì mình đã có 117 màn rồi. Thì Karinak nó cực kỳ đỉnh cao luôn rồi, không cần phải bàn cãi gì nhiều cả. Đấy, cho nên là khi nào nên pick Karinak thì mình cũng nói luôn, khi team địch có 1-2 sát thương, hái sát thủ nhá. Tại vì sao lại sát thủ ạ? Bởi vì Karinak nó bắt sát thủ rất tốt nhá. Nó bắt sát thủ rất tốt là một trong những vị tướng. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cái pha này chưa? Đấy, mình vừa vận dụng xong nhá.
thả di chuyển và đánh thương nhé các bạn nhé. Đấy, lần sau các bạn hãy chú ý với mình cái đoạn đấy. Rồi, thì khi có trong team nó có Nakaroth này, khi trong team nó có những gì đường sát thủ dụ ấy thì nó sẽ chơi. Còn bây giờ thì clip chúng ta là kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn nhé. Tất cả các bạn đấy, mài yêu, bye bye.